Được. Đây là buổi phát thanh tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Sức hút của thiên văn học với những cậu bé ở vùng cao Tây Bắc, khoảng cách về địa lý không ngăn được đam mê khám phá thế giới kỳ thú của thiên văn học. Nhờ có kết nối của Internet, bởi vậy khi dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ BVS tài trợ, dự án BMGSVN đến với Sơn La, người dân nơi đây, nhất là trẻ em, đang đứng trước cơ hội được tiếp cận với thế giới thông tin miễn phí, ứng dụng trí thức để khám phá nhiều lĩnh vực của đời sống, biến ước mơ thành sự thực. Trước khi dự án đến với Sơn La, hiểu rõ lợi thế của máy tính và mạng Internet cùng với niềm đam mê thiên văn học, hai em học sinh